Kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là những bộ dây tín hiệu AV của Hitachi. Những bản này có chất lượng rất là vượt trội so với giá thành đầu tư. Và tôi phải nhấn mạnh rằng là những bản này là những bản tôi tuyển chọn cho anh em, đặc biệt những dịp cuối năm như thế này, để anh em lựa chọn đầu tư cho cái hệ thống âm thanh của mình. Bởi vì là hiện nay việc anh em tích góp dành dụm tiền để mua một cái thiết bị anh em yêu thích là điều hết sức khó khăn. Và đặc biệt là để đầu tư cho dây dẫn thì anh em không phải ai cũng có thể chi cho mình những khoản tiền nhất định để đầu tư cho dây dẫn. Chính vì điều đó nên tôi đã cố gắng lựa chọn những cái mẫu dây tín hiệu nó số lượng có hạn nhé. Đây đều là những mẫu có hạn. Và lựa chọn những mẫu làm sao tốt nhất trong cái tầm giá để đưa đến anh em chơi và hoàn thiện sản phẩm. Anh em thấy cái sản phẩm tôi hoàn thiện có một cái hình thức anh em quan sát thì khá là bắt mắt. Luôn luôn đặt cái tiêu chí là ngon, bổ, rẻ và đẹp cho anh em. Hay, quan trọng nhất chơi âm thanh vẫn là cái chất lượng. Những bản dây AV này, anh em có thể thấy thì tí mình sẽ xem cho anh em xem cái phôi dây bên trong nhé. Đây là hoàn thiện này. Và cũng nhân tiện báo giá luôn cho anh em, để những anh em nào đang cần những bộ dây AV tốt để nâng cấp cho cái hệ thống âm thanh của mình có thể cân nhắc lựa chọn. Đây là bản dây AV của Hitachi. Bản này tôi sử dụng jack cắm rút rất là êm ái nhé. Jack cắm. Dây jack của Hitachi hết anh em nhé. Dây jack của Hitachi hết. Và jack này em thấy jack tiếp xúc rất là tốt. Bản này có giá là 350.000 đồng. Đặc biệt là thời điểm này tôi miễn phí vận chuyển cho anh em. Anh em mua hàng, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng chất lượng như này, thanh toán 350.000 bao ship nhé. Còn đối với những bản như thế này, bản này thì khác duy nhất một cái, đó chính là jack, khác cái đầu jack khóa gen, đầu jack cái cao cấp hơn đó. Anh em cắm vào rút ra thì anh em sẽ siết nó lại. Những cái đầu jack này, bản này có giá 550.000 đồng, cũng là miễn phí vận chuyển. Anh em mua 2 bộ thì sẽ có giá tốt hơn nhé. Dây rất là mềm, anh em có thể thấy tôi cầm trên tay cảm giác rất là mềm mại, dễ dàng đi dây, rất là mềm. Cái bản này đã được thời điểm trước ấy, tôi bán ra khá là nhiều, đa số là bán cho những khách hàng quen hoặc là đến trực tiếp cửa hàng. Thời gian gần đây cuối năm thì mình tranh thủ mình đi qua những bộ dây này cho anh em chơi. Đảm bảo với anh em rồi là rất khó tìm được những bộ dây nào có tầm giá như này mà hay hơn được. Đây toàn là dây bãi xịn của Nhật anh em nhé. Toàn là dây bãi xịn của Nhật. Đây, mình sẽ lấy một cái phôi dây cho anh em. Dây rất là mềm. Đây là cái dây 20276 này, VVK này, AVKM này. Tám con này rất là nhiều ký tự này của Hitachi, rất là mềm. Rồi ta sẽ tách cho anh em xem. Cái dây này ưu điểm của nó cái độ chi tiết rất là cao, độ chi tiết và trung thực, đều ba giải anh em nhé. Tôi nhắc lại đều ba giải. Dây này không thiên bát, không thiên chép nhá. Tuy dây mạ nhưng mà cái độ chép của nó không hề sáng như những dòng dây mà mạ bạc nhá. Nó từng chép của nó rất là sáng theo kiểu là sáng nhẹ thôi. Sáng nhẹ, tôi đánh giá là sáng nhẹ, không phải rất là sáng. Để anh em. Dây này có một cái trung âm. Đây, anh em xem. Nếu dây không xịn nhá, đây mà là dây Hitachi không xịn, tôi khẳng định với em, đối với em có thể tuốt được như vậy. Tách một đoạn dài như này và tuốt được như vậy. Cái vỏ dây rất là mềm. Và cái lưới anh em quan sát trên camera như nào thì đúng thực tế như vậy, nó sáng bóng như vậy cho dù dây bao nhiêu năm. Đây nữa, tuốt ra có một cái sợi mát này, đi riêng một sợi. Sợi này để sẽ xả nhiễu ra nhá. Lớp giấy bỏ, gấp dây dù này và các cái lõi dây với 6 màu khác nhau, 2, 4, 6
Bản 6 lõi dẫn này tôi có ít nhưng rất ít anh em thông cảm. Khi hết thì tôi sẽ làm bản khác cho anh em, sẽ thông báo với anh em. Sẽ thông báo với anh em. Anh em mà đã dùng những sợi như này thì thật sự là những sợi dây kể cả tiền triệu anh em nhé, khẳng định với anh em. Để mang ra so sánh thì chưa biết cái nào hơn cái nào đâu nhé. Cho dù dây của tôi vài trăm tôi làm cho anh em, cho dù dây 350, dây 550 thôi, còn có những anh em mà mang dây tiền triệu để so sánh thì còn chưa biết dây nào hơn dây nào đâu nhé, khẳng định đấy nhé. Mình là người bán hàng nhưng không phải mình khen hàng của mình, mà thực tế anh em thấy thực tế là như vậy, thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy. Và tôi nhắc lại bản này có giá là 550 ngàn đồng nếu như đi DIY rắc khóa gen carbon như thế này và hoàn chỉnh như thế này nhé. Hoàn chỉnh. Và đối với cái rắc như này, sau này có giá là 350 bao ship cho anh em. Còn đây là cái bản 6 ly hai đầu, tôi làm theo yêu cầu của anh em, tôi có thể rắc ca lông tôi cũng làm được nhé. Thì anh em cần rắc ca lông thì có thể yêu cầu nhé, tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm cho anh em. Tôi còn một bản nữa, cái bản này dành cho anh em là muốn cải thiện cái giải bass này hoặc là đánh cho loa siêu trầm. Đây là bản dây đồng trục, dây này lớp lưới bên ngoài mà cũng khá là lâu, nó bị oxy hóa một phần nhỏ để cái lớp giấy bạc, và lớp lưới trong cùng thì không hề bị oxy hóa, sáng bóng. Tiếp đến là cái lõi này bằng bằng nhựa teflon rất là bền bỉ và chống cháy chống nhiễu, bên trong một cái lõi dẫn bên trong. Cái bản này tiếng bát rất là gọn anh em nhé. Và cái lõi này có nhiều lõi nhỏ bên trong, không phải một lõi cứng như em thấy. Nên là anh em nào cần cái giải bass nó sâu, bạo lực, gọn gàng thì có thể sử dụng dây này. Tôi sẽ DIY cho anh em thành bộ như thế này. Có thể là bộ 350 đối với rắc này hoặc là 550 đối với rắc xịn như này nhé. Dây này đều là dây bãi xịn nên là anh em đôi khi tìm rất là khó. Ngoài ra thì tôi còn có hiện nay vẫn còn rất là nhiều những cái bản dây loa 650 như này nhé. Dây loa bãi Nhật made in Japan, đồng tơ nhỏ sợi tóc, DIY hoàn chỉnh bộ 2 mét rưỡi là giá 650, 650 ngàn cũng là bao ship thời điểm hiện tại cuối năm thì bao ship cho anh em. Đến đầy đủ đầu rắc, có thể là bắp chuối, có thể là mỏ chim, tôi làm theo yêu cầu nhé. Để có thể là khách yêu cầu là một đầu bộ chim mềm, một đầu bộ càng cua, bọc vỏ sắc rắn. Để nếu như anh em không thích màu đen, anh em chuyển sang màu sáng hơn, màu ánh bạc hoặc là màu như này tùy thuộc anh em nhé. Cái này là yêu cầu của anh em, cái bọc vỏ thì làm sao nó đẹp nhất có thể. Đó. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã yêu thích Eway 3L1 trong suốt thời gian qua. Những sản phẩm tôi làm và bán cho quý vị và các bạn hiện nay đã có mặt ở gần như hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, 63 tỉnh thành, cả kể cả biên giới hải đảo và những khách hàng ở bên nước ngoài, Việt kiều và Úc, ở bên Mỹ rất là nhiều. Và những sản phẩm này đều là những sản phẩm DIY, sản phẩm gọi là handmade. Dây rắc nào đều là hàng tuyệt chọn, hàng hiếm cho anh em ấy nhé. Anh em nên là cái sản phẩm cũng như cái chất lượng tôi đem đến cho quý vị và các bạn không chỉ là những cái đồ chơi audio mà nó là cái giá trị và cái tình yêu chúng tôi gửi gắm vào trong đó. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Eway 3L1. Mọi thông tin chi tiết về mua sắm cũng như là tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ 0908 722 688. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.